Bên trái em là công viên đó anh chị. Xin thưa anh chị và các bạn, thì em đang chạy trong cái con đường cao, còn được gọi là con đường không biết làm xong rồi nó sẽ như thế nào, nhưng mà nghe hai chữ không ngủ tức là kinh doanh sáng đêm, phải không anh chị? Đó, phía trong đó anh chị. Em đang chạy xuống phà qua Tân Trụ đây anh chị. Buổi trưa hôm nay em thấy phà rất là vắng luôn. Phà mà em đang đi đây á là phà Bến Bạ trên con sông Dàm Cỏ. Cảnh vật của bến phà rất là yên tĩnh luôn. Ngoài em ra thì còn hai người nữa đi trên cái chuyến phà này, nhưng mà phà vẫn đưa qua sông nha. Tới bên bờ bên kia rồi anh chị ơi, bây giờ mình sẽ lên phà và tiến thẳng vào thị trấn Tân Trụ luôn nha. Nhịp sống người mình xin kính chào anh chị và các bạn. Rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong cái clip hôm nay. Lời đầu tiên xin chúc anh chị và các bạn mình được thật nhiều sức khỏe, an lành và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Thì trong cái clip hôm nay mình sẽ trở lại thị trấn Tân Trụ để chia sẻ vài cái hình ảnh nơi đây cho anh chị mình xem nha. Xin thưa anh chị, thì hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Giờ này em đi là tầm 11 giờ trưa nha anh chị, một khung giờ rất là nắng luôn. Trên đường là những học sinh tiểu học đang ra về vào buổi trưa nè anh chị. Mình đang chạy ngang xã Tân Phước Tây. Thì vòng vòng ở đây nè, có rất là nhiều cái ngôi trường tiểu học cũng như là trung học. Phía trên là trường mẫu giáo, rồi trường tiểu học Tân Phước Tây. Đi vào buổi trưa như thế này nè, anh chị mình không thể nào mà không bắt gặp được những cái hình ảnh những em học sinh đội đầu trần rồi chạy về trên những con đường nắng chang chang như thế này. Nhìn mà nhớ lại những hình ảnh thời học sinh đã qua quá ha các bạn. Tuyến này là Hương Lộ 25. Thì phía trước mình là cái chợ Tân Trụ á, vừa qua cầu này nè. Giờ này cũng tầm khoảng 11 rồi mấy á anh chị. Thì em sẽ có một cái đoạn video clip ngắn hôm nay chia sẻ cùng anh chị mình ở thị trấn Tân Trụ này nha. Trên đường đi em thấy mấy em học sinh nó vừa kịp giờ ra về luôn anh chị. Trường trung học Phước Vĩnh Tây thì phải. Em chạy cái đoạn ở trên đó, rồi học sinh nó vừa tan ra buổi trưa nè. Trời rất là đông. Mình xuống phía dưới ngay ngã ba này là ngay cái chợ Tân Trụ rồi, nhưng mà giờ này giờ trưa chắc cũng ít bà con mình buôn bán kinh doanh. Thì cũng có nhiều cái chợ giờ này cũng không có bán nữa anh chị. Để mình sẽ khám phá ngôi chợ này vào buổi trưa như thế nào nha anh chị. Ngay đây là khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, Long An. Ở phía trong cái khu vực chợ đó, chợ cũ ở đây đó, thì thấy không có bán nhiều ngoài những cái mặt tiền con đường này nè. Đó, bà con mình cũng bán và trụ những cái cửa hàng lâu năm thôi. Tuyến đường này là mình đi thẳng lên cái
phía trên đó, ngay trung tâm luôn á chị. Giờ này học sinh nó ra đường rất là nhiều luôn. Chính xác là giờ này là 11:35 nha anh chị. Ngay đây có một cái dự án khu phố thương mại không ngủ nè. Nghe cái tên thật là hoành tráng luôn anh chị ha. Cái công trình đang thi công đang làm ở trong đây nè. Không biết như thế nào, không biết làm xong rồi nó sẽ như thế nào, nhưng mà nghe hai chữ không ngủ tức là kinh doanh sáng đêm phải không anh chị? Đó, phía trong đó anh chị có thể là những cái nhà lồng hoặc là những cái tòa nhà đó để kinh doanh thương mại đó. Giờ này chắc anh em công trường cũng nghỉ trưa hết rồi. Vừa qua cái cầu là thấy bên này nhộn nhịp hẳn lên ha chị ha. Đường xá nó sung hết quá xanh nè. Em nói có dịp buổi tối em qua đây em chia sẻ cho anh chị mình vài hình ảnh mà cũng chưa có dịp anh chị. Hẹn anh chị lại kỳ sau đi. Thực phẩm Sang Hà. Mấy học sinh mà trưa nắng đi học về như thế này nè, rất là dễ bị cảm nắng luôn á. Trưa rất là nắng anh chị ha. Mấy học sinh nào mà yếu là dễ bị bệnh lắm á. Mùa này lại có trời mưa nữa đó. Mưa xuống rồi mưa nắng nó thất thường anh chị. Ngay đây xe đạp không à. Chắc cái điểm của mấy em học sinh đó. Phía bên đường đó là trường tiểu học Huỳnh Văn Bảnh. Huỳnh Văn Đảnh. Em đánh bằng lộn. Còn phía bên tay phải của em đây đó, là trường trung học cơ sở thị trấn Tân Trụ nè anh chị. Trường này là trường trung học đó. Học sinh nó đang đi vô anh chị. Trường thấy cũng đơn giản, ngoài không gian rộng, những cái sân cỏ thì nó chưa có cánh đàn hết. Trưa này có mấy chị là bán vỉa hè đó, bán nước rồi bán bánh trăng trộn rồi đó anh chị, để bán cho mấy em học sinh. Qua wow. Lâu quá rồi mới thấy mấy cái vòng đeo tay mà cái dạng mà chỉ mình bệnh thành đó anh chị. Phía bên hông là cái vườn thanh long. Thưa anh chị và các bạn, thì em đang chạy trong cái con đường cao, còn được gọi là con đường Ông Đồ Nghị hoặc là con đường Hạnh Phúc ở thị trấn Tân Trụ. Bên đây nè anh chị thấy rất là nhiều thanh long, mà không hiểu sao thanh long đây nó ngập nước quá trời, nó ngập hết cái gốc luôn anh chị. Kiểu này sao mà nó sống nổi vậy. Có thể là 2-3 bữa trước ở đây có nhiều cái cơn mưa đó, rồi bắt đầu rút không kịp đó anh chị. Đó. Buổi trưa mấy bé học sinh đi học về trên con đường này cũng đông. À đây có cái máy bơm mà công suất lớn nè chị ơi, đang bơm nước ra.
Anh chị thấy không? Toàn bộ những cái gốc thanh long này đều ngập hết đó. Ngập kiểu này thú rễ hết nếu mà mình không kịp bơm. Có những dây đàn giăng này tối mở hết là đẹp lắm anh chị. Cái đoạn ngoài đây thì trồng lúa, những đám lúa non lên đó, xanh nhìn rất là dịu mắt luôn, mát mắt. Phía trước là cái cổng bảng hiệu á, hẹn gặp lại quý khách, see you again, treo rất là cao. Con đường mình đang chạy là con đường Nguyễn Trung Trực. Có những cái cửa hàng hải sản, rồi sơn pha nước, rồi phòng xét nghiệm đầy đủ ở đây. Dịch vụ tiện ích của bà con mình sinh sống đây cũng đầy đủ anh chị. Bên đường ấn tượng nhất là ở đây, con đường Nguyễn Trung Trực này là có những cái đôn nè đó, rồi để những cái chậu bông lên, và đa số là hoa giấy không à, hoa giấy không à. Nó nhìn nó đẹp đẹp, nó sang sang cái con đường sao anh chị. Để một cái tuyến cũng khá dài luôn, nhắm tầm chắc cũng cỡ 1,5 cây tới 2 cây số. Rồi mình đang vào cái trung tâm rồi nè. Phía bên đây có những cái dãy nhà phố anh chị, bán nhà chính chủ. Có số điện thoại luôn à. Có những nhảy nhà phố nè, xây giống giống nhau không anh chị, nằm ngay cái trung tâm thị trấn Tân Trụ này luôn nè. Còn phía bên đường là những cái cửa hàng nhà cửa chắc của bà con mình là xưa giờ ở, nên buôn bán đa cái ngành nghề luôn, bia đại lý gì, nhà khoa gì nhiều lắm. Bên hông bên đây cũng có dãy nhà phố. Đó, phía bên này là phía trong cái ngôi đình đó anh chị, là cái chợ Tân Trụ, trung tâm thương mại đó. Có cái đồng hồ với lại cái căn nhà hình tháp, nó giống cái chợ Bình Thạnh ha. Nhà lồng này làm rất là hoành tráng anh chị, có những cái sạp. Rồi mình đã ra tới cái phía sau rồi anh chị, thì mình chạy thẳng vào trong cái nhà lồng luôn nha. Tiệm bán, tiệm bán thịt heo. Rất là nhiều, có một cái màn hình tivi để bà con mình xem á. Ủi chưa, bên dãy bên phải này thấy đóng cửa hết rồi anh chị ơi. Mình đi ra phía trước rồi đó, ngay cái đồng hồ rồi đó. Những cái sạp quần áo phía trước rồi. Còn bên đây là nguyên cái dãy nhà phố nè. Đang chạy lên cái hướng phía công viên. Bên trái em là công viên đó anh chị.
còn đây có một cái bảng đèn màu nè, để cái cổng rất là hoành tráng luôn. Phố đêm Tân Trụ, buổi tối đây chắc nghỉ cũng vui á. Nhưng mà đang công trình đường xá ống cống gì đang làm ở đây nè, rất là rơ bừa bãi lắm. Đang lắp ống cống xuống anh chị, thông nước á. Khu vực này cũng như là ngay cái trung tâm luôn rồi đó. Có điện máy xanh, rồi công viên, rồi chợ nó tập trung ở đây rất nhiều. Trung tâm văn hóa thông tin truyền thanh huyện Tân Trụ bên phía bên tay phải của mình. Ngay đây Honda Đông Phương phục vụ buôn bán xe. Phía trước là ẩm thực Minh Mẫn Nhi, ẩm thực Mẫn Nhi. Về Tân Trụ thường thường em thấy có hai cái điểm mà nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất là Thanh Long. Đã nói tới Tân Trụ ai cũng nghĩ tới Thanh Long hết á. Rồi cái thứ hai nữa là hình như là hoa kiển anh chị. Hoa kiển ở đây em thấy cắt tỉa nó khác những cái nơi khác á. Nhìn rất là đẹp, rất là ấn tượng anh chị. Những cây được chau chuốt và những cái gốc nó đã lâu năm lâu đời rồi. Nhìn có thể là mình đoán được có giá trị của từng cái cây đó. Nguyên dãy bên tay phải của em là cầm đồ nè, rồi trung tâm điện máy. Rồi em cũng ngừng video clip tại đây. Cảm ơn anh chị mình đã quan tâm theo dõi cái video clip này. Nếu mà anh chị yêu thích kênh thì có thể nhấn ủng hộ em bằng một đăng ký kênh. Cuối video cũng xin chúc anh chị mình thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị mình trong cái clip sau nha.